chào mọi người. Hôm bữa nhà hai vợ chồng gom được một số cây giống thì hôm nay quyết định là sẽ trồng xuống trước một vài cây. Tại vì cái vườn của mình nó vẫn còn khá là rộng nha. Mình chưa có clean up được hoàn toàn đâu, cho nên mình sẽ trồng xuống trước một số cây. Mình không có đi đâu hết á, mình ở nhà mình làm vườn thôi. Thì hôm nay hai vợ chồng quyết định là trồng cây xuống, tại vì cũng mua về cũng để chắc một thời gian nhỉ. Có mấy cây thì mới mua đây thôi, nhưng mà đấy nó cũng khỏe rồi, thôi quyết định mình tiền thì cũng một số cây thì mình trồng luôn, chứ để lâu quá nó đâm rễ ra thì nó đứt rễ thì hơi uổng. Với lại tại vì đang vô mùa mưa nữa, cho nên mình tranh thủ mình trồng xuống trước để cho nó tốt đó. Thì nó được mấy tháng mưa rồi, đến mùa đông rồi nó khỏe là vừa. Thì trước hết nha, mình hôm nay là quyết định trồng xuống cây lý, cây trùm rùa, cây seri, cây nhãn, với lại cây ổi, cây cóc nữa. Đang moving around mọi người ơi, hôm bữa giờ đi gom được một số cây giống là cứ để một đống vậy thôi. Mà chưa có trồng được thì hôm nay ở nhà nghỉ, cho nên quyết định sẽ trồng xuống một số cây. Thì cái vườn của mình á, mình quay sơ sơ thôi. Rồi, chỗ đó là anh tính trồng cái làm cái giàn thiên lý ở đây, đưa cái thiên lý ra qua bên này. Ok. Cho nó leo từ góc này nó leo xuôi về kia. Đó, thì góc đó mình trồng giàn thiên lý. Cái hồi trước ở nhà bà ngoại đó, mình cũng có làm một cái giàn thiên lý mà nó lên chỗ mọi người, cái cây thiên lý đó khi mà nó lên tươi tốt lắm nha, nó leo hết cái giàn luôn nè. Xong ấy hả, thơm, lúc mà mình bước vô nhà thôi là nó thơm, mà mình ra vườn nó cũng sực nức mùi thơm luôn. Cho nên mình rất là thích thiên lý. Thì thiên lý nấu canh hay là xào hoặc là bắp gọi cũng ngon nha. Nhưng mà chủ yếu là mình thích cái mùi thơm của nó, cái lúc mà mình ra vườn nó cứ thơm thoang thoảng nhẹ nhàng á, dễ thương lắm. Rồi ông xã đang dọn rác xung quanh đó để bỏ cái giàn thiên lý xuống. Góc này đất tốt nè. Rồi mình trồng cây rồi mình bón lên trên. Tại mình không có muốn cái đất nó đâm xuống dưới sâu thì nó sẽ gặp đất cát, nó không có được tốt. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Ê, gây sự hả? Nó soi cái tiết bóng của nó trên cái xe đó, là nó quấn, nó mổ xe mình không thương tiếc luôn. Mà có chồng thiên lý thì chịu khó làm cho nó cái dàn dàn cho nó leo nha. Dàn càng rộng nó leo càng khỏe, rồi nó ra quá trời quá đất luôn cho mà ăn. Thiên lý ngon lắm mọi người ơi. Mọi người nếu ai đã từng ăn rồi biết, mà mình nấu canh hoặc là xào hoặc là làm gỏi cũng rất là ngon luôn nha. Xong được một cây rồi, giờ chỉ còn cây lý mình sẽ bỏ xuống. Tưởng là mình là sâu, nhưng mà giống như cây ổi, cây cóc nè, những cái cây đó là mình ăn gỏi á. Bỏ được cây ổi xuống dưới đất rồi mọi người. Thì giống như mình không hoàn toàn là thức ăn ổi nha,
ăn cũng được, nhưng mà mình không có phải là đam mê ổi, nhưng mà mục đích mình trồng ổi là để lấy lá ăn gỏi. Tại nhà mình hay ăn gỏi cá, ưa ăn gỏi đó. Mình thì nhà mình hiện tại là mình hầu như có đủ rồi nha. Có lá ổi nè, lá cóc nè. Lá gì nữa? Quên rồi, trùm ruột. Còn cây gì ăn lá được nữa bố nó? Cây sung. Sung mình chưa có nè. Mình chưa tìm thấy nha, mình chưa tìm thấy cái cây sung nữa. Thì nói chung mình cứ gom từ từ. Mình sẽ gom từ từ, mình muốn cái vườn của mình hầu như cây ăn cháo nào cũng có hết. Tối thiểu là 1-2 cây. Để bất cứ lúc nào mình cần là mình có. Anh dập anh nén cái đất xuống. Mình còn na, còn sambuche, còn nhãn rồi này kia nữa. Thì chưa biết là trồng chỗ nào. Nói chung là bây giờ hôm nay là mình trồng được một số cây, mình đã tính toán được cái vị trí của nó. Tại mình trồng là mình trồng luôn đó mọi người, mình không có muốn bứng lên bứng xuống. Cho nên hôm nay mình sẽ trồng trước một số cây. Còn mốt á, mình lên up được cái vườn á, mình cái vườn của mình còn khá là nhiều mấy cái cây cọ rồi cây mình không mong muốn á, mình sẽ phải bỏ bớt đi rồi mình làm cho cái vườn nó sạch sẽ, rồi mình sẽ trồng những cây ăn trái của mình. Tại là xuống được 3 cây nha, cây ổi, cây thiên lý với lại cây lý rồi. Cây nhãn, cây trùng rùa, cây sơ ri. Hôm bữa giờ mình đem về mình trồng nha, mình thấy lên được 3 tầng lá mới rồi đó. Mấy cái lá trên ngọn đó mọi người thấy không? Nó cái màu lá nó tươi, nó xanh mà nó mới á, là cái tầng lá mới của mình đó, nó mới lên được đó. Nó chắc nó lên được khoảng hơn 1 tấc rồi. Mình mua về chắc được hơn 3 tuần, nó lên được khoảng chừng tấc mấy 2 tấc rồi. Đang lên tươi tốt nha. Mình tranh thủ mùa mưa mình bỏ xuống. Tại mùa mưa vậy nó thường nó cây cối nó lên rất là tốt luôn. Đi gom lá khô nè. Đi gom lá khô bỏ để cho đất nó ẩm. Cái chỗ này nè mọi người, thấy cây này đẹp không? Mình sẽ làm một cái tree house, một căn nhà trên cây cho bọn nhỏ. Hôm bữa giờ bọn nó đòi á, mà mình cũng có kế hoạch đó mà mình chưa có làm được. Thì mai mốt mình sẽ, nói chung mình còn rất nhiều thời gian, có rất là nhiều cái món vui. Mình sẽ ghi lại hết để cho mọi người cùng giống như là enjoy với vợ chồng mình nha. Mình rất là thích trồng cây nhá, nên mình trồng thôi chứ thực sự là mình cũng không có biết nhiều kiến thức về trồng cây mấy đâu, nhưng mà giống như mình trồng tới đâu mình học tới đấy đó. Mình đi vườn mình hỏi người ta nữa. Nên mà mỗi lần tới vườn đó mình hay hỏi người ta lắm, những cây nào trồng được á. Như thì các bạn coi video á thì thấy có mình có giống như một cái cây giống cây nào đó mà mình trồng sai cái cách của nó đó, thì có ý mình ha.
Tại mình vừa làm mình vừa học hỏi thôi, chứ mình cũng không có nhiều kinh nghiệm về trồng cây lắm ha. Thì cũng mong các bạn coi rồi góp ý cho mình. Dạ, bạn nào mà biết kinh nghiệm trồng cây phong phú, hoặc là biết cái giống như cái cách nào mà cho cây nó mau lớn hoặc là sum xoay trái, mình góp ý cho bọn mình nha. Để bên này thì mình cũng trồng theo người ta thôi, chứ mình cũng không có kinh nghiệm nhiều. Tại vì mỗi một loại cây ấy, cái cách trồng khác nhau, cách chăm sóc nó khác nhau. Mình thì lại không có biết nhiều về các loại cây khác nhau, mình chưa biết. Hình như hơi nông. Không, tại vì anh không muốn trồng sâu xuống tại dưới. Biết, không? Nhưng mà hơi nông, quá nông không? Chắc phải mở rộng quá, bé quá. Làm gì mà héo, phá xe người ta rồi còn héo cái gì nữa. Trời ơi, ngồi đến mà héo héo. Em chỉ sợ là cạn quá nó không có giữ được cái cây nó đổ chứ. Không, anh có phải đã xong anh đi cắt cây anh cắm xung quanh để chống chứ gió nó đổ ra. Mới trồng là bắt buộc mình phải cắm cây để cho nó giữ cái thân nó khỏi gió đó. Không nó long lúc mà chết rồi. Ống chơi sang thế ớn, người ta bón một lần người ta bón nửa bao, ống chơi một lần bón hai bao. Đó, mấy cái cây khô này là do những cái cây nhỏ xung quanh vườn đó mình đã giống như là mình cắt rồi mình để đây mình phơi khô nè. Mình cũng tính là hôm bữa nào kêu nhờ người ta tới xay á, mình gửi tiền giống như cho nó sạch sẽ, rồi mình lấy cái mấy cái thân cây, mấy cái xác cây bị xay khô đó mình dùng mình bón cây. Thì giống như mình có chạy cái đống cây này để mà đem lên chống cho mấy cái cây mình mới trồng. Thank you.
Cookie. Hello, Connie. Hi, Connie. Đó, đi đâu lại lên cái máy nhà tao làm chi vậy? Đừng có lên đó mà ị nha cưng. Mình ghé không? Giò nước này quốc mà đúng không anh? Chết hỏi gì? Cái được cái ông chủ cũ ông cũng làm cái hệ thống tưới nước, ông làm xung quanh vườn luôn. Mai mốt thì mình có sẵn cái đường ống rồi, mình chỉ cần nới thêm hoặc là mình đi lại cái đường nó như thế nào thôi, chứ nó có sẵn rồi cũng tiện. Trời thèm vú sữa quá mọi người ơi, mình qua đây chắc cũng được 17 18 năm rồi đó, chưa được ăn một trái vú sữa nữa. Cho nên cũng thèm lắm. Hy vọng là mình trồng cái cây này nè, mình thấy có hoa rồi nha. Tại bà ghép đó hôm bữa, bà bán cây cho mình, bà ghép thì mình bà kêu là trồng xuống chừng tháng mấy tháng một năm là có trái ăn rồi. Thì mình cũng hy vọng vậy. Hôm bữa là mình thấy có hoa rồi, nhưng mà cây nó còn nhỏ quá thì mình nghĩ trái nó chưa ra đâu. Chắc là cũng phải mất một năm gì đó mình mới được ăn vú sữa nha mọi người. Cũng thèm quá rồi mà chịu thôi. Mấy cái bông nó còn hay rụng hết rồi. Còn. Nó yếu cây lắm, nó không nó nuôi nổi đâu. Thì đó cây nó còn nhỏ quá, mình không nghĩ là nó sẽ có trái đâu, nhưng mà tốt thiểu là khoảng chừng 5 năm mấy là mình sẽ có trái mình ăn thôi. Chứ bây giờ cây nó còn nhỏ quá. Một cây vú sữa, một bụi chuối bên cạnh. Chuối với lại thơm, khóm, dứa gì đó. Whatever. Nguyên một bụi dứa. Mình xuống được cây vú sữa rồi nha mọi người. Cây mận sẽ kế bên cách vài mét. Thank you.
Mận này mận xanh nha mọi người. Mình không hiểu sao chứ mình thích ăn mận xanh hơn là mận hồng. Mặc dù cái mận đỏ lúc mà nó lên thì nó rất là đẹp luôn, nhưng mà mình ăn cái mận xanh mình thấy nó giòn, nó ngọt hơn, nó ngọt thanh. Còn mận đỏ nhiều khi nó chát mọi người. Cho nên những cái giây phút này hiếm hoi này á, làm vườn tuy rằng cũng chẳng phải là cái gì enjoy sâu xa. Nhiều người họ nghĩ enjoy á, phải là đi nhà hàng sang trọng, đi chơi du thuyền hoặc là đi hưởng thụ này kia, đi du lịch. Mình đồng ý những cái đó nếu mà có khả năng thì rất là tốt luôn. Nhưng mà những cái bình thường như vậy nè, enjoy đơn giản của mình á, chỉ đơn giản là không có phải lo lắng, không phải suy nghĩ, rồi cùng thư giãn, relax, dành thời gian cho gia đình, rồi làm những công việc mà làm những cái mà mình yêu thích thôi. Còn đương nhiên nếu mà có khả năng mình đi du lịch này kia thì đương nhiên không có gì để mà chê được rồi. Cái đó là quá tuyệt vời, phải không mọi người? Thì đó, bây giờ mình với ông xã đang sống như vậy đó. Vừa làm việc kiếm tiền để trả bill, mà vừa hưởng thụ cuộc sống một chút, làm những công việc mình ưa thích. Cái vườn này mình làm á, sau này á, có cây ăn trái này kia mình vừa có thể chia sẻ với bạn bè, chia sẻ với họ hàng, mà nó cũng có thể, biết đâu được, cũng có thể sau này cũng nó cũng là một cái nguồn thu nhập của mình thì sao nhỉ. Giống như mình bán trái cây rau củ này tại vườn đó, ai thích thì đến mua, đến ủng hộ. Rồi xong được 3 cây rồi, đẹp không mọi người? Đó, mình đi xa xa một chút cho mọi người thấy rõ nha. Kia, phía kia kìa, đằng sau nhà của mình là lúc nãy á, mình trồng cây thiên lý, cây cóc, cây ổi, cây thăm, xong rồi cái hàng này nè, cái hàng này là mình có cây sơ ri, cây trùng ruột, nhãn này kia. Thì bây giờ hiện tại là mình còn 2 cây xoài, 1 cây samoche với lại 2 cây na nữa. Uh-huh. Nhưng mà mình hết đất rồi. Ok. Thì tạm thời như vậy đi rồi để... Dạ, thì để hôm khác trồng tiếp. Hôm khác mình mua thêm đất rồi mình... xuống được cây gì, vú sữa, cây mận nè, rồi cây vải. Mình còn một số cây chưa trồng được nha mọi người, thì từ từ mình cũng sẽ trồng xuống hết thôi. Với một phần á, mình cũng muốn bỏ bớt mấy cây cọ đi đã, cho cái vườn của mình nó sạch sẽ hơn, rồi mình sẽ tính toán được cái vị trí của cây nào mình xuống đâu á. Tại mình trồng là mình trồng xuống luôn, mình sẽ không có di chuyển nữa. Khi nào nó khỏe rồi cái mình bỏ ra ha. Đây, để mình lại gần mình xem nó còn cái bông không. Hôm bữa là mình mua là nó đầy bông luôn nha. Còn này. Bây giờ bông thì vẫn còn nhưng mà ít. Nhưng mà mình cũng không hy vọng có trái đâu. Mọi người thấy mấy cái đúng nhờ... nè không? Mọi người thấy cái bông nó không? Đó. Thì mình chỉ hy vọng là nó sống tốt thôi, chứ mình cũng không mong là có trái anh đâu. Tại cây nó còn nhỏ quá, nó không có dưỡng được trái đâu mọi người ơi. Cây dại của mình. Vải này nó cũng có thể lên rất là bự nha. Mình không có thích cao quá đâu, cao quá mình không hái được. Nhà bà chị có một cây vải mà chắc cũng phải cao đến 17-20 mét á, bà không hái được. Tại nó lên trái nó toàn là lên phía trên không à. Đâm da vải thì mình nghĩ rằng mình trồng mình sẽ giữ nó vừa vừa thôi. Nếu mà nó lên cao quá mình sẽ bắt cắt bớt cái ngọn ở phía trên, để tránh khỏi lên quá cao mình cũng không có hái được. Chim ăn không à. Còn cây mận sao? Cây mận cũng phải ấy chứ. Mình gia cố cái cây cho nó khỏe. Này đúng là người ta phải cột bằng cái dây ni lông á, mà mình không có thì mình lấy cái dây kẽm mình siết tạm nhá. Nó không có siết chặt đâu. Thì khi nào nó khỏe rồi mình bỏ ra thôi. Tạm để cho nó khỏi bị lắc lư gốc cây này. Ok, nó phải lắc. Anh cột cái ổi chưa? Rồi. Sorry. Chắc cũng phải 3 tuần 1 tháng nha. Nó tháo, mình tháo ra hả?
sẻ luôn, nhưng mà nó còn lớn thì sao? Nó lớn khi nào nó căng nó cái dây nó siết vào cái vỏ nó bắt đầu mình tháo ra thôi. Trái cherry của mình, trái cherry nó rụng nè mọi người ơi, nhìn nè, có rụng ở cái gốc đó, nó có lên cây lên cây. Rồi, không cần phải siết. Không phải siết nhưng mà nó phải được chặt để cái cây nó hỏa không có được rong đưa. Vậy chứ mà cũng tốn thời gian lắm mọi người ơi. Cho nên á, mình có mấy cái cây vậy thôi nha, mà sáng đến giờ cũng hết cả buổi sáng buổi trưa của nhà mộng mình rồi đó. Cho nên người ta, mấy người làm vườn đấy, mình thấy người ta cứ ngoài vườn hoài cả ngày là vậy đó. Họ chăm cây này, hết chăm cây này đến chăm cây kia. Thôi đủ rồi, còn cho cây khác nữa. Đạp xe lên xíu nữa. Xong cái này mình đi xăm lớp nha. Mình cũng hôm nay phải đi chợ nữa mọi người ơi. Lâu lâu mới có được ngày nghỉ, cũng phải đi chợ mua xà bông rồi này kia, đồ ăn thời đồ uống đó. Chắc tại hôm bữa giờ mình quên mình không bón lá, đâm ra nó cứ sơ sát, nó bị khô đó. Lên lên lên. Thấy mình ngầu không mọi người? Vừa quay phim vừa lái xe nha. Đừng có học theo mình nha. Đây là mình lái xe trong vườn thôi. Chứ đi ra ngoài cao tốc đừng có học theo mình vừa quay phim vừa lái xe nha mọi người. Ừ,
cái chùm ruột của mình. Cái chùm ruột ăn xanh á cũng ngon nha, người nào bạn nào mà thích ăn chùm ruột mà chấm muối ớt á, muối ớt cũng rất là ngon. Nhưng mà mình thì mình thích ăn chùm ruột làm mứt. Bạn nào mà biết làm mứt chùm ruột á rất là ngon luôn nha. Còn nếu như mà mai mốt mà cây nhà mình có chùm ruột á mà bạn nào mà không biết làm mứt á, mình có thể mình làm một cái clip review hay làm sao để mà làm mứt chùm ruột nha, theo cái cách của mình. Tại vì mình ăn rất là giống như cái vị giác của mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái chia sẻ cái cách của mình á, mình cũng coi qua rất nhiều clip họ chỉ cách làm mứt chùm ruột rồi, thì cái cách của mình nó đơn giản, nhất là đơn giản luôn á. Mà thành quả cũng rất là ngon nha. Thì nếu mà sau này mình có chùm ruột rồi, mình sẽ show cho các bạn. Đó. Thương không? Hàng cây của mình thấy thương không? Thẳng tắp luôn. Cây seri, cây seri, cây nhãn, cây chùm ruột, rồi cái another cây nhãn nữa. Okay. Lên ông hay không? Chắc mình kết thúc video tại đây ha. Thì hôm nay là một cái video coi như là ngày đầu tiên mình trồng cây xuống cái mảnh đất này, thì một cái video này nó cũng giống như là một cái kỷ niệm đầu tiên của cái miếng đất này ha, để mình lưu lại làm kỷ niệm xem là 2 năm hoặc 3 năm nữa mình còn rất là nhiều việc. Mình để còn trồng rất nhiều cây nữa. 2 năm nữa mình coi lại những cái cây đầu tiên mà mình trồng xuống ấy, thì nó phát triển như thế nào nha. Mình còn mấy cây nữa nha mọi người, nhưng mà thôi thì video cái clip này cũng khá là dài rồi, thì mình cũng sẽ chạy đi vòng vòng mình bỏ lá cây cho mấy cây còn lại thôi. Thì mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Chào tạm biệt. Bye bye. Xin chào mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ ha. And hẹn mọi người ở cái clip kế tiếp nha. Bye bye. Chào mọi người.